tin giáo hội tại Bồ Đồ Nha, các giám mục Bồ Đồ Nha vui mừng vì quốc hội bác dự luật về cái chết êm dịu và trợ tử. Hội đồng giám mục Bồ Đồ Nha vui mừng về việc quốc hội nước này bác bỏ bốn dự luật ủng hộ việc cho phép áp dụng luật cái chết êm dịu và trợ giúp tự tử do đảng cánh tả và cấp tiến đề trình. Các ngài gọi đây là chiến thắng của sự sống. Quyết định của Quốc hội Bồ Đào Nha đặt dấu chấm hết cho kế hoạch hợp pháp hóa việc thực hiện luật cái chết êm dịu tại đất nước có 81% dân số xưng mình là người công giáo. Đức cha Dua de Cunha, Tổng thư ký Liên hội Đồng Giám mục Châu Âu, người đã theo dõi từ đầu cuộc tranh luận về cái chết êm dịu tại Bồ Đào Nha, vui mừng nói. Tất cả xã hội, dân sự đã được huy động trong cuộc tranh luận trước khi Quốc hội bỏ phiếu đa số dân chúng chống lại việc cho phép áp dụng luật an tử. Ngài ngạc nhiên trước sự việc, ngay cả Đảng Cộng sản cũng chống lại dự luật về an tử và nhận định rằng đặc quyền bảo vệ sự sống không chỉ thuộc về một đảng phái chính trị hay niềm tin nào. Tôi tin rằng đây là mô hình thú vị cho tất cả các nước châu Âu. Trong thông cáo, cha Manuel Barbosa Tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha đã gọi đây là một chiến thắng của sự sống, một chiến thắng của nền dân chủ và của tất cả những ai dấn thân để bảo vệ sự sống.